Yeah. Hello, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Thì lời nói đầu tiên thì em xin cảm ơn tất cả các nhà đã luôn đồng hành cùng với em trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay em và anh Hiệp Vlog sẽ cùng đồng hành và kết nối cho một cái mạnh thường quân, đó là anh Peter Phạm tại Mỹ. Thì lời nói đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn Peter Phạm rất nhiều đã đồng hành cùng anh em YouTuber của bạn em. Thứ nhất đó là hôm nay thì mình tính quay theo quay của chị Kim Mai thì có một cái nhiệm vụ, đó là gỡ cái phần quà của anh Peter Phạm đến với chị Kim Mai là 100 đô nha cả nhà, 100 đô. Và kèm theo đó là phần quà cho các anh em YouTuber, trong đó có Cuộc Sống Sài Gòn TV là 5 ký, nhưng mà Cuộc Sống Sài Gòn TV chỉ lấy 1 ký thôi, còn lại 4 ký thì em sẽ để đó và em sẽ quy ra tiền còn lại đó thì em sẽ tặng cho các bà con nghèo nha cả nhà. Thứ hai nữa là anh Hiệp Lang Thang 1 ký, thứ ba đó là anh Sài Gòn Dấu Yêu thì là 3 ký, và thứ tư đó là anh Tiến bên kênh Ăn Vặt là 3 ký nữa. Thì mời cả nhà vào bên trong với em để xem tình hình như thế nào, cũng như là em trao cái phần quà này cho chị Kim Mai nha cả nhà. Đó. Dây. Cái này là anh Peter Phạm. Kính gì? Không, lấy đâu. Không, cái này là cái này là ảnh kính gì á? Ảnh dạ. Bữa nay YouTuber hả? Dạ. Xuống làm clip nha. Gì cầm cho con kìa, nó vui gì? Không, người ta không lấy. Ảnh thiệt tình lắm á. Thôi nói với ảnh là để tiền này đi cho cô bà đi. Đúng không chị Mai? Dạ. Dạ là cô Mai. Làm thiện đi con. Dạ. Con gửi làm thiện đi chứ chị Mai cảm ơn nhiều lắm chứ mà. Sao ảnh có lòng tốt dữ vậy? Dạ. Thì ảnh anh Peter Phạm á thì ảnh gửi cho con là 500 đô. Thì ảnh nói là mua 8 kg heo quay là gửi cho anh Sài Gòn Dấu Yêu á là 3 kg, anh Tiến Ăn Vặt là 3 kg. Và con là 5 ký, nhưng mà con chỉ lấy 1 ký thôi, với 1 ký là anh Hiệp Lang Thang, nhưng mà con 1 ký thôi, còn cái số 4 ký còn lại thì con để tiền đó là hôm nào á là con sẽ kết nối là đến cái chùa ở quận 8 các cụ á, thì con sẽ tặng cái phần quà đó hoặc là những cái anh chị cho nhỏ đó, thì lang thang ngoài đường thì con sẽ tặng đó. Thì hôm nay là cái này là gì, cái cầm là gì? Thôi bây giờ chị Mai nói gì nè, anh nói gì nghe được nè. Dạ. Bây giờ cái tiền này nè chị Mai sẽ làm bánh mì hết cho tụi con đi làm từ thiện được không? Dạ. Giờ phải làm thì làm từ thiện thôi. Vỗ tay đi. Dạ, vô vậy được gì? Vỗ tay đi. Vỗ tay. Vỗ tay. Đúng rồi. Đúng nghĩa đúng tình luôn. Gửi quay lên YouTube đi. Mấy em làm YouTube á. YouTube á thì mấy em cũng làm từ thiện cả nè. Em cũng biết rồi, vậy thôi. Để tiền nó đi đó. 30 thôi chị. Để tiền nó cho người ta đi. Rồi bây giờ nè chị Mai nói nghe nè. Giờ nè chị Mai làm bánh mì liền nè. Cho mấy em đi làm từ thiện phát cùng chị Mai đi ha. Rồi rồi rồi. Đi ha. Cái ba làm đi ba thêm mì thêm đi làm cái gì? Làm 100 ổ đi. Rồi. 100 ổ, 150 ổ đi ha. Hay là phát 2 ngày. Thì đó thì tùy chị Mai, chứ Mai không có lấy tiền đâu. Chị Mai không có lấy tiền gì nha. Bánh mì 300 gram. Thôi, 1 ký thôi, còn 1 ký thôi. 2 ký kia là em sẽ bỏ vô để làm. Thôi cho hết đi cho mấy bên chùa á, mình nói thẳng là mình cảm ơn thôi mà thôi được rồi, tiền là. Rồi bây giờ là chị Mai lấy tiền đó, chị Mai làm cái nào mà chị em đi làm từ thiện nha. Dạ. Chị Mai cảm ơn chị bạn nhiều quá chứ chị Mai có lấy vậy đâu nha. Dạ. Rồi đó giờ chị Mai làm liền luôn nè. Dạ. Cũng nhiều quá. Thôi được rồi. Không, đâu. Mình ra mình nói ảnh thôi mình không lấy. Em đem gói chùa được nè. Cái chùa ngay mình đâu bên này nè. Dạ, con cái chùa Bán Miền Đông con mới vừa tặng quà cho các cụ đó là tuần vừa rồi đó gì. Ừ. Dạ. Bây giờ con ghé con cho đi. Dạ. Giờ chị Mai làm con ghé bánh cho luôn đi. Không, chùa đâu có ăn được chị. Mấy người già cả. Không, cái tình chỉ cho ngoài đường. Không, con cho ngoài đường. Rồi vậy đi ha. Mình sẽ tặng cho ngoài đường. Dạ. Còn chùa thì chùa cô gái là bữa nào là con kết hợp á là con sẽ đi một lần luôn, con mua gạo là có một số mạnh thường quân nữa. Con tặng bởi vì con liên tục mà. Con để thêm tính thêm là 3 ký nữa nghe gì? 3 ký nữa là để cho anh Tiến đó ăn vẹt anh tới rồi gì gửi giùm cho anh Tiến giùm con cái. Rồi xong. Dạ. Xong cái màn này chưa để tôi quay nè. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi quay. Rồi tụi con đi làm từ thiện ở đâu? Dạ. Bây giờ con đi làm đâu? Bọn con đi quần vằn đây này gì hả? Cứ dạ. Mình chạy đi tới bà con ngoài đường á. Rồi con cho đi ha. Dạ. Dì ba đi ha. Dạ.
hiện tại là anh Peter Phạm ơi, chị Mai á thì chị nói vậy chị không nhận tiền nha, mà chị nói là chị lấy, chị sẽ làm cái số tiền mà anh Peter Phạm gửi đó, 100 đô, thì dì sẽ lấy số tiền đó dì làm 100 ổ bánh mì để gửi cho bà con nghèo. Thứ hai nữa là anh Dũng á, anh Dũng là Sài Gòn dấu yêu á, thì anh Dũng nhất quyết không nhận, anh Dũng nhất quyết không nhận nha anh. Dạ. Dạ nhận 1 ký thôi anh cho vui. Một. Vậy bán 100 ngàn thế nào mềm bé chắc không hay sao? Chắc luôn. Đây là thôi thì em cũng xin cảm ơn anh Peter Phạm rất nhiều, cũng như là chúc anh luôn chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nha anh. Đó, cũng luôn đồng hành. Còn xưa em sẽ mua cặp nữa, em sẽ gửi tiền cho bên chỗ gì Kim Mai về 3 ký heo kia, cũng như là 2 ký 1 ký của anh Hiệp Lăng Thang, còn ký của em. Còn lại số tiền bao nhiêu thì em sẽ tổng kết và không gửi, tổng kết lại, và hôm nào đó thì sẽ gửi cái phần quà này cho các cụ già neo đơn, cũng như là em có nói chuyện với anh đó nha anh. Dạ. Ở trong đây với ngoài kia là dính cái lo rồi. Đó, đó em nghe nhạc rồi. Không, nhưng mà không sao. Không sao. Lo rồi, đóng lo. Cái chùa bên quận 8 nó tội gì hả? Các cụ con mới ghé chùa từng vừa rồi cái gì? Tội lắm. Dạ, cả dạ. Không ai nuôi chứ. Dạ, không ai nuôi. Giờ em biết qua đâu em có ông bướu á. Ông bướu à? Ừ. Dạ. Đó cho em làm với. Dạ, đúng rồi. Cho ông bướu cũng được. Ông bướu. Dạ. Đó được á, dạ. Đó được á, dạ. Người ta đi nuôi tội nghiệp lắm á. Dạ, đó, dạ. Đó người ta cần lắm. Dạ. Nói là nói gì. Dạ. Cái mai làm vậy cho ta được. Dạ. 350. Ông bướu rồi bữa nào bạn con sẽ bây giờ đây đi sẽ đi. Dạ. Bây giờ chạy mãi luôn cái gì? Ngày mai là 100. Ngày mai là 100 hũ nha cả nhà. Thì 100 hũ để tặng cho các cụ già đơn như đang thang ngoài đường. Cái đó 500 ngàn hả chị? 1 ký thật nhỏ hả con? Đi. Cảm ơn. Cảm ơn luôn ạ. Anh Peter Phạm cũng có hỏi lời hỏi thăm đến con trai của dì. À, con trai gì Mai? Dạ, con trai với cháu của dì Mai. Trời, nhắc tôi nghi quá trời. Dạ.
nhiều quá. Càng dài kêu dì Mai dễ thương quá, dì Mai dễ thương quá. Ảnh nhiệt tình, ảnh nhiệt tình. Dạ. Ảnh hay hỏi áo vàng miền Dạ, áo. Dạ. Áo vàng miền Thoại. Biết tình thành nữa chơi không? Dạ biết, đúng rồi, biết tay nha. Lên luôn. Tay vua. Lên lại đi. Rồi con cái da này cho con. Dạ. Đi nha, kêu con mấy cỡ qua thêm 5 miếng nữa đi. Đây là đó. Cháu của chị Kim Mai, anh nấu đỏ này nha cái nhà. 800g đủ không chị? Rồi để anh làm 1 ký nè, thấy nguyên không con? Tiên. Rồi gói cho anh đi con. 350. Làm nhiêu? Cái da heo á. 500.000 1 ký chị, 800g 400.000. Rồi anh này ký 4 ký đi cơ cho đi coi. Anh coi anh Peter Phạm coi YouTube á là anh coi tới ba mấy lần, ba bốn mấy lần. Anh đặt ba bốn kênh này anh coi. Phải làm cái gì người ta? Dạ. Phải làm chủ. Anh làm chứng khoán. Anh coi kênh của anh Sài Gòn Dấu Yêu là nhiều nhất á. Rồi anh mở lên kêu chụp chờ không nè. Mà liên hệ hoài mà anh không chịu trả lời. Anh cũng nhiệt tình. Dạ. Đó, đây là những dì Mai đang làm cái bánh mì nha, để bạn em đi phát từ thiện. Mười giờ hả? Mười giờ hôm nay cũng ra luôn rồi. Mười giờ hoặc là ngày cúng. Dạ. Mười giờ trưa nào cũng bán thấy luôn. Dạ. Sáng trưa. Sáng trưa. Bữa con hai gái giữa có gì á? Con gái giữa Úc á. Dạ. Sáng còn nhỏ hơn không? Còn nhỏ kia thì chỉ ngày cúng thôi. À, ngày cúng bữa ra thôi hả? Ngày cúng ra bán thôi, này nó bán lẻ đó, nó bán lẻ lắm. Dạ. Lẻ, dạ đúng rồi, con thấy lẻ. Có lẻ tay lắm, lẻ tay lắm. Dạ. Lẻ hơn mấy chút. Dạ. Bữa sáng ở nhà. Mọi người. Mọi người khen quá trời luôn, kêu chạy theo nhanh. Chạy chồng nó làm có tiền, nó không có làm. Dạ. Nó làm nhiều quá, chồng nó cũng cho nó nha. Dạ. Không, đâu có ép không mà được. Dạ. Rồi. Dạ. Đỡ nhiều vậy còn. Thấy gì Mai làm thì nó phụ thôi chứ còn. Dạ. Hồi xưa nó bán buổi chiều, nó bán thế này nè, giờ nó cái chồng mà nó đâu bán nhiều thế này nè. Dạ. Mẹ em họ. Dạ. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng với mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Một lần nữa em xin cảm ơn Peter Phạm nha. Chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì số tiền còn lại em sẽ kết nối cũng như là tặng cho những cái có thể là mua những phần cơm và chích một phần ra để cho các cụ già ở dưới chùa Lâm Quang dưới quận 8, và còn lại thì cho các bà con cơ nhỡ như ở bệnh viện nữa nha. Dạ cả nhà, rồi em cảm ơn anh.